Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Hiếp và Công đoàn Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng vừa tổ chức đi thăm và tặng quà Tết cho người lao động trong các khu công nghiệp. Đoàn đã đến thăm và tặng quà Tết cho người lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bivina Đà Nẵng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Seto Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Philaton và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vafi tại khu công nghiệp Hòa Khánh và khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hương Đà Nẵng, lãnh đạo Ban Quản lý và Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã thăm hỏi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chế sách lương thưởng thế cho người lao động và định hướng phát triển của các doanh nghiệp trong năm 2022. Đoàn trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể lãnh đạo và người lao động. Chúc các doanh nghiệp sẽ tiếp tục vượt qua đại dịch Covid-19 và không ngừng phát triển và trao gần 400 túi an sinh công đoàn. 50 xuất quà hỗ trợ Tết của Liên đoàn Lao động thành phố và 50 xuất quà Tết của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến người lao động khó khăn. Tổng số tiền là gần 200 triệu đồng. Được biết, từ nay cho đến ngày 26 tháng 1, công đoàn sẽ tổ chức đi thăm và tặng quà cho hơn 5.000 đoàn viên của 50 doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do COVID-19.